Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bởi đâu không tương ưng với đạo? Tu hành lâu rồi mà vẫn không tương ưng với đạo là do nguyên nhân gì vậy? Là vì vọng tưởng tác quái, còn vọng tưởng thì nó sẽ phá hoại giới, phá hoại định, phá hoại huệ. Tâm có vọng tưởng thì trì giới không kiên cố, tu định cũng không kiên cố. Còn nói gì tới huệ, vọng tưởng nổi lên thì tâm chạy ngay theo duyên, nhân đó mà chuyển theo với vạn vật. Sắc trần do mắt tiếp nhận, thanh âm do tai nghe được, hương do mũi nhận ra, vị do lưỡi nếm, xúc do thân đụng chạm, và pháp do ý nhận thức. Tất cả những thứ này hợp lại tạo thành vạn vật. Nếu cứ trụ vào các cảnh giới của các thứ trên, tức là chạy theo vạn vật, nên từ đó mà tâm tham cầu sẽ nổi lên. Trước một sự việc gì mà chúng ta cảm thấy hoan hỉ trong tâm, thì lòng tham cầu sẽ phát sinh. Một khi có tham, tức sẽ nghĩ ra cách chiếm đấy. Chiếm được rồi vẫn chưa biết đủ, nên lòng tham vẫn còn nguyên. Lòng tham không có đáy, chẳng bao giờ chất đầy lòng tham, cho nên nói, dục vọng không có chỗ ngừng. Người tham tiền, khi đã có tiền rồi thì lại tham danh, có danh rồi đến tham các thứ khác, tham nhà, tham xe hơi, tham máy bay, tham thuyền máy vân vân, tất cả đều do sự tham cầu. Cầu mà không được toại nguyện thì phiền não phát sinh. Khi có phiền não thì bao nhiêu vọng tưởng ùn ùn kéo đến. Có vọng tưởng tức có sự ưu sầu, làm cho thân khổ, tâm khổ, bày ra trước mắt nào những thứ tạp nhạp, những ý tưởng không thanh tịnh. Những quan hệ vừa kể dẫn tới tình trạng không hợp với đạo, không đưa tới sự dứt đường sinh tử, nên cứ quẩn quanh trong sáu nẻo luân hồi mà không nghĩ ra lối thoát. Càng luân chuyển nhiều thì càng đi xa hơn, lạc sâu vào biển khổ không rút chân ra được. Bổn thể của tự tánh là đạo chân thường. Thế nào gọi là đạo chân thường? Nó là vô hình vô tướng, không hình tích cụ thể. Hiểu được như vậy thì có thể tới được đạo đó. Không hiểu như vậy thì mỗi ngày một đi xuống. Nếu lại giác ngộ đạo này thì trí huệ luôn luôn hiện tiền. Tánh diệu chân như cũng hiện tiền, lúc đó gọi là tương ưng với đạo. Ha ha ha, 问什么的说